ngẩng đầu giải thích không bằng cúi đầu nhận lỗi. Kính thưa quý vị, một người khi phạm phải sai lầm hay bị người khác chỉ ra khuyết điểm, thế nên cật lực giải thích hay là nên thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm? Một người khi bị người khác hiểu lầm, thì nên mỉm cười mà bỏ qua, tin rằng bản thân thanh sạch thì tự sẽ thanh sạch, hay giận dữ mà chỉ trích lại? Khi đối mặt với sai lầm, khuyết điểm của người khác, thì lựa chọn khoan dung hay phê bình, thậm chí là chế nhạo hay giễu cợt, đều là có liên quan tới phẩm chất đạo đức của người ấy. Sách Luận Ngữ, Vệ Linh Công có ghi rằng: cùng tự hậu nhi bạch trách phu nhân, ý tứ chính là trách cứ mình nhiều hơn, trách cứ người ít đi. Hay nói theo cách khác, chính là đối với bản thân mình cần phải nghiêm khắc yêu cầu, còn đối với người phải rộng lượng khoan dung. Trong lịch sử có rất nhiều người hiền tài, tướng sĩ đã làm được như lời trên. Điển hình là Phạm Thuần Nhân. Phạm Thuần Nhân là đại thần của thời Bắc Tống, được xưng là Tể tướng Áo Vải. Ông là con trai thứ hai của Tể tướng Phạm Trọng Yêm. Mặc dù về trình độ học vấn, Phạm Thuần Nhân không thể sánh bằng với cha ông, nhưng ông lại có khí phách mà người thường khó có thể làm được. Phạm Thuần Nhân có mối quan hệ tốt đẹp với Trình Di, một học giả nho giáo của Bắc Tống. Một hôm, Trình Di tới thăm Phạm Thuần Nhân, ngay khi Phạm Thuần Nhân vừa nghỉ hưu. Lúc hai người nói về chuyện cũ, Phạm Thuần Nhân bày tỏ nỗi nhớ nhung về quãng thời gian ông còn làm tể tướng. Trình Di nghe xong không thấy thỏa đáng, liền thẳng thắn nói: năm đó có rất nhiều sự tình ngài đã xử lý không tốt, chẳng lẽ ngài không cảm thấy hổ thẹn sao? Phạm Thuần Nhân nghe xong không hiểu rõ Trình Di nói như vậy là có ý chỉ về việc gì. Trình Di lại nói: vào năm thứ hai, khi ngài đang đảm nhiệm chức vụ, một vùng ở Tô Châu xảy ra nạn cướp bóc, chiếm đoạt lương thực bởi một nhóm người. Theo lý, ngài nên trình bày thẳng thắn sự việc ấy trước mặt Hoàng thượng, nhưng ngài lại không nói bất kỳ điều gì, khiến cho rất nhiều dân chúng vô tội bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Phạm Thuần Nhân liền vội vàng cúi đầu nhận lỗi: đúng vậy, lúc đó tôi thực sự nên thay mặt dân chúng nói rõ ra. Trình Di nói tiếp: vào năm thứ ba, khi ngài đang đương chức, tại Ngô Trung xảy ra thiên tai, dân chúng dùng cỏ cây để ăn chống đói. Mặc dù quan viên địa phương báo cáo nhiều lần, thế mà ngài lại bỏ mặc. Phạm Thuần Nhân vô cùng xấu hổ nói: việc này đúng là tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Sau đó Trình Di lại vạch ra rất nhiều khuyết điểm mà Phạm Thuần Nhân đã mắc phải, và Phạm Thuần Nhân mỗi lần nghe xong đều chân thành nhận lỗi. Sau cuộc gặp mặt ấy mấy hôm, Hoàng thượng triệu kiến Trình Di vào cung để hỏi về việc triều chính. Trình Di đã nói rất nhiều về kế sách trị quốc an bang với Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong tán thưởng không ngừng và cảm khai nói: ngài rất có khí phách, giống như Phạm Thuần Nhân trước đây. Trình Di không cam lòng để Hoàng thượng so sánh mình với Phạm Thuần Nhân, liền nói: chẳng lẽ Phạm Thuần Nhân cũng đã từng góp ý với Hoàng thượng sao? Hoàng thượng bèn sai người mang lên một chiếc hòm, chỉ vào đó rồi nói: trong này tất cả đều là tấu chương mà năm xưa Phạm Thuần Nhân đã dâng lên trẫm. Trình Di cảm thấy nghi hoặc, mở những bản tấu chương ra xem. Lúc này ông mới phát hiện ra có nhiều tấu chương nhắc tới những sự tình mà ông đã trách mắng Phạm Thuần Nhân mấy hôm trước. Hóa ra Phạm Thuần Nhân đã có góp ý với Hoàng thượng, nhưng vì có một vài nguyên nhân khiến cho việc áp dụng những góp ý này không mang lại được kết quả tốt đẹp. Vậy mà Phạm Thuần Nhân đều chân thành nhận lỗi về mình, không một lời giải thích. Trình Di đỏ mặt và trầm ngâm. Ngay ngày hôm sau, Trình Di lập tức đến nhà Phạm Thuần Nhân xin lỗi. Phạm Thuần Nhân nghe xong, mỉm cười rồi nói: người không biết không có tội, ngài không cần phải xin lỗi. Phạm Thuần Nhân từng nói rằng: biết tha thứ người khác, điều nhận được sẽ là vô tận. Tha thứ là dùng tấm lòng rộng lượng của mình để khoan dung người khác. Đối mặt với người trách cứ mình, ngẩng đầu giải thích cùng họ
không bằng cúi đầu nhận lỗi. Khiêm tốn nhận lỗi thường có sức mạnh và tác dụng lớn hơn nhiều so với việc bướng bỉnh giải thích. Bởi vậy mà nhắc tới Phạm Thuần Nhân, không chỉ bậc quân vương mà cả người dân thường cũng đều rất bội phục lòng khoan dung độ lượng của ông. Ba phẩm đức quý giá một người cần tu dưỡng để đối diện với khó khăn. Kính thưa quý vị, có lẽ cuộc đời của bất cứ ai trong thế gian này cũng đều khó tránh khỏi lúc lên lúc xuống. Nhưng cho dù là gặp phải lúc khó khăn nhất, cũng không nên oán trách tức giận. Một người nếu có thể tu dưỡng thành được tam đức dưới đây, thì gặp phải cảnh ngộ gì cũng sẽ có thể từ từ vực dậy mà đi lên. 1. Trầm tĩnh. Tô Tuân, Đại Văn Hào Triều Tống từng nói: nhất nhẫn khả dĩ chi bách dũng, nhất tĩnh khả dĩ chế bách động. Tức là một nhẫn có thể chống chọi được trăm dũng, một tĩnh có thể ức chế được trăm động. Trong cuộc sống tràn đầy sự hấp dẫn của lợi ích, mỗi người cần phải giữ được sự trầm tĩnh và thanh thản trong tâm mình. Làm sao để giữ được sự trầm tĩnh trong tâm? Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Nó đòi hỏi phải trải qua một quá trình tu dưỡng. Người giữ được sự trầm tĩnh, thanh thản của bản thân là người khi đối mặt với khó khăn sẽ biểu hiện lạnh nhạt, đối mặt với hiểu lầm thì biểu hiện hờ hững và sẽ không nông nổi trước mọi sự tình. Người giữ được sự trầm tĩnh cũng hiểu được rằng dục tốc bất đạt, phàm là việc gì mà nôn nóng, vội vàng thì sẽ không thành. Vậy nên, đứng trước mỗi việc, họ đều lùi một bước để suy xét, cân nhắc, nên thường không bị hối tiếc trước quyết định của mình. Cổ ngữ có câu, nóng vội thì không hút được cháo nóng. Bởi vậy, làm bất cứ việc gì cũng phải trầm tĩnh lại, thì mới có thể đưa ra phán đoán và cách giải quyết đúng đắn, phù hợp. Mỗi người càng ở vào lúc nguy cấp thì càng cần phải trầm tĩnh, nếu không sẽ khiến sự tình càng rối ren hơn, thậm chí làm hỏng việc không đáng. 2. Biết cúi đầu. Lúa chín cúi đầu, hoa hướng dương chín cũng cúi đầu. Nhưng trong cuộc sống, rất nhiều người không hiểu được trí tuệ của cúi đầu. Rất nhiều người đều là muốn ngưỡng ngực ngẩng đầu nhìn về tương lai mà không nguyện ý khiêm tốn cúi đầu nhìn con đường đang đi trước mắt. Ngoài ra, con người không phải thánh nhân nên ai mà không từng phạm sai lầm. Thế nhưng đã mắc lỗi thì nên cải sửa. Tuy nhiên, có nhiều người khi mắc lỗi lại khuyết thiếu can đảm cúi đầu thừa nhận sai lầm của bản thân mình. Sai lầm do bản thân mình gây ra rất có thể sẽ làm thương tổn tới người khác. Chỉ có cúi đầu mới có thể bù đắp lại được. Cúi đầu không phải là khuất phục. Cúi đầu cũng không phải là thể hiện người thấp hèn, mà thể hiện rằng bản thân biết sai nên phải sửa là thể hiện của sự tu dưỡng. Và đó cũng là cái giá phải trả cho tội lỗi của bản thân mình. Can đảm cúi đầu trước sai lầm của mình gây ra chính là thể hiện của sự thông minh và quyết đoán, là một loại cảnh giới và phẩm cách cao quý, cũng là một loại rộng lượng và thong dong. Có thể gặp vào thì mới có thể duỗi ra, có thể lui mới có thể tiến, có thể nhu mới có thể cương. Người biết cúi đầu mới có thể ngẩng cao đầu. Trên đường đời, không phải tất cả các cửa ải đều rộng rãi, cao lớn. Có những cửa ải cần chúng ta phải cúi đầu, nghiêng người mới có thể đi qua được. 3. Biết ngẩng đầu. Ở vào hoàn cảnh khó khăn, nguy khốn, một người nên là có phong thái ngẩng cao đầu, dùng thái độ lạc quan, tích cực để đối mặt thì mới có thể tìm được lối thoát. Nếu ở vào hoàn cảnh khốn khó, một người chỉ biết than trách, gục đầu ủ rột thì không chỉ không giúp cải thiện tình hình mà còn khiến tình hình thêm xấu đi. Nhưng ngẩng đầu không phải là lên mặt nạt người, vênh váo hung hăng, cũng không phải khinh thường hết thảy, mà phải giữ được tâm khiêm tốn, đối đãi với người khác, tâm bình đẳng
công chính khi xử lý sự việc. Ngẩng đầu không phải là dùng sở trường của mình để so với sở đoản của người khác, mà là nhìn thẳng vào bản thân, không vì thiếu sót của bản thân mà đố kỵ với tài năng của người, là tự hiểu mình mà cố gắng vươn lên. Người quân tử tu dưỡng thâm sâu, không bởi vì lâm vào nghịch cảnh, không bởi vì đối mặt với sinh tử, không bởi vì cám dỗ trước công danh lợi lộc mà vứt bỏ tiết tháo nhân phẩm của mình. Họ đều có tín niệm kiên định phi thường lớn. Đây mới là ý nghĩa của biết ngẩng đầu. Trong xã hội coi trọng của cải tiền bạc ngày nay, để tìm được một người như vậy thực sự là khó. Nhưng chính trong xã hội hỗn loạn này, trong nguy nan khốn khó, trong hoàn cảnh trắng đen lẫn lộn, nếu như ai có thể vượt qua được những cám dỗ của danh lợi, không đánh mất bản tính chân thật, lương thiện, bảo vệ cái thiện, chống lại cái ác, thì người ấy chính là người có phẩm chất cao quý. Cho dù họ có phải chịu một chút thiệt thòi trước mắt, thì cuối cùng cũng sẽ nhận được phúc báo.